Bản quyền World Cup 2022, cuộc đua đắt đỏ. World Cup 2022 sẽ khởi tranh vào tháng 11 tới và câu hỏi được quan tâm lúc này là xem 32 đội bóng xuất sắc nhất thế giới tranh tài ở đâu. Càng đến gần thời điểm khởi tranh World Cup 2022, những thông tin xung quanh giải đấu này càng trở trên nên nóng hơn bao giờ hết. Bên cạnh những câu chuyện liên quan tới các anh tài sẽ góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, vấn đề bản quyền truyền hình của giải đấu cũng thu hút sự chú ý từ người hâm mộ. Chỉ 5 tháng nữa là World Cup 2022 sẽ diễn ra, câu hỏi được người hâm mộ trên toàn thế giới và ở cả Việt Nam quan tâm lúc này là xem 32 đội bóng xuất sắc nhất thế giới tranh tài ở đâu. FIFA bội thu, bỏ túi 2,64 tỷ USD từ phí bản quyền truyền hình World Cup 2022. Theo thông tin từ website của Liên đoàn Bóng đá Quốc tế, FIFA, doanh thu dự kiến ban đầu cho toàn bộ các hoạt động kinh doanh liên quan đến kỳ World Cup 2022 của FIFA trong giai đoạn 4 năm 2019 đến 2022 là khoảng 6,44 tỷ USD. Chia sẻ với báo giới vào tháng 3 năm 2022, ông Gianni Infantino, Chủ tịch FIFA cho biết tình hình tài chính của FIFA còn tốt hơn mong đợi, giúp tổ chức này có thể thu thêm khoảng 600 triệu USD nâng tổng số tiền thu được cho kỳ World Cup 2022 lên đến 7 tỷ USD. Trong số này, chỉ riêng năm 2022, cũng là năm World Cup được tổ chức tại Qatar từ cuối tháng 11, FIFA sẽ thu về khoảng 4,66 tỷ USD với hạng năm mục doanh thu chính. Đặc biệt, khoản thu lớn nhất sẽ đến từ bản quyền truyền hình, chiếm 56%, bản quyền marketing chiếm 29%, quyền khai thác dịch vụ đón tiếp, tiền vé và quyền khai thác thương hiệu chiếm khoảng 15% còn lại. Như vậy, chỉ riêng tiền bản quyền truyền hình đã giúp FIFA thu về 2,64 tỷ USD, tức là FIFA dự kiến doanh thu phí bản quyền truyền hình World Cup 2022 tăng thêm 240 triệu USD so với World Cup 2018. Hiện tại, đã có khoảng 90 quốc gia, vùng lãnh thổ đã sở hữu bản quyền truyền hình World Cup 2022.